Laudetur de Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 1 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là sinh hoạt giáo hội và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Giám mục ACG được giao hướng dẫn sáng kiến nền kinh tế Francisco. Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã giao phó cho Đức Cha Domenico Sorrentino của ACG làm người hướng dẫn sáng kiến nền kinh tế Francisco. Với ý muốn tái khởi động dự án, Ngày 5 tháng 12 năm ngoái, Đức Thanh Cha đã gửi thư đến Đức Cha Sorrentino và các thành viên khác của ban tổ chức nền kinh tế Francisco. Trong đó, ngài giao cho giám mục Assisi nhiệm vụ xác định các đường lối tổ chức của dự án phù hợp với thỏa thuận với Bộ Phát triển Con người toàn diện. Đức Thanh Cha viết, xem xét sự liên kết có được với giáo hội địa phương, nơi ngay từ đầu đã đăng cai sáng kiến nền kinh tế Francisco. Tôi giao phó toàn bộ dự án cho sự chăm sóc mục vụ của giám mục ACG Nocera, Umbra Guando, Tadino. Để với thẩm quyền, Đức Cha cung cấp những điều cần thiết để mang lại cho dự án một tư cách pháp lý, ban hành các cách thức và quy chế phù hợp. Đức Cha có trách nhiệm giám sát nền kinh tế Francisco theo giáo luật. Trong thư, Đức Thanh Cha còn cho biết thêm, Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện đã đồng hành với dự án giờ đây cũng sẽ tiếp tục cùng với dự án trong các vấn đề liên quan đến huấn quyền và các học thuyết xã hội của giáo hội. Đối với những người trẻ năng động ở nhiều khu vực trên thế giới đã tham gia dự án để nhận những gợi hứng về sự lãnh đạo trong tương lai, Đức Thanh Cha yêu cầu ban tổ chức giải thích về những gì người trẻ đang mơ ước và tiếp tục phát triển dự án. Quý thư, Đức Thanh Cha cảm ơn Đức Cha Sorrentino và các thành viên ban tổ chức về những gì mọi người đã làm được đáp lại sự tin tưởng của Đức Thánh Cha, Giám mục ACG thay mặt các thành viên ban tổ chức cảm ơn Đức Thánh Cha và hy vọng trong thời điểm thích hợp này, trong đó có nhiều người trẻ dấn thân với lòng nhiệt thành và tài năng có thể đưa đến sự thành công cho sự đổi mới toàn diện của nền kinh tế, nhân danh tình liên đới, công bằng và tôn trọng môi trường. Cho tới nay, nền kinh tế Francisco đã trở thành một phong trào toàn cầu của những người trẻ thuộc mọi tầng lớp và chuyên môn khác nhau, nhằm thay đổi các mô hình kinh tế hiện tại và xây dựng một tương lai bao gồm và công bằng hơn. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2022 tại Assisi, Đức Thanh Cha đã cùng với hàng ngàn người trẻ của hơn 120 quốc gia ký một hiệp ước cải thiện hệ thống kinh tế toàn cầu. Trong hiệp ước, mọi người cam kết tạo ra một nền kinh tế mới, một nền kinh tế của hòa bình chứ không phải của chiến tranh, một nền kinh tế chống lại việc phổ biến vũ khí, đặc biệt là những thứ có sức hủy diệt khủng khiếp nhất một nền kinh tế quan tâm đến việc sáng tạo và không cướp bóc nó. Niềm hy vọng và hiệp nhất của giáo hội ở Qatar trong thánh lễ được cử hành tại nhà thờ đầu tiên. Đô Hà, ngày 1 tháng 1 năm 2024, Đức cha Ando Berardi, đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập đã chủ sự lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Đô Hà, nơi thờ phượng đầu tiên của Kitô giáo, trước sự hiện diện của khoảng 30.000 tín hữu. Đây là dấu trị niềm hy vọng và hiệp nhất của giáo hội ở Qatar. Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi được thành lập năm 2006, là nhà thờ công giáo đầu tiên được phê duyệt tại Qatar theo yêu cầu của các đại sứ hiện diện tại quốc gia này, đặc biệt là đại sứ Pháp, và được xây dựng trên mảnh đất do Tiểu vương Hamas bin Khalifa Atani tặng. Ngày 15 tháng 3 năm 2008, Đức Hồng Y Ivan Dias, lúc đó là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chủ sự lễ khánh thành nhà thờ. Đức cha Ando Perandi, đặc trách hạt đại diện tông tòa Bắc Ả Rập, gồm các nước Ả Rập Saudi, Coes, Paran và Qatar. Hoàn cảnh của các nước trong khu vực này khác nhau, tùy thuộc vào sự đa dạng pháp luật, văn hóa, bộ lạc, các xu hướng hồi giáo đã bén rễ nông hay sâu. Đức cha Perandi mô tả, đó là một nhà thờ lớn gần sân mới nằm trong khu phức hợp tôn giáo của các tôn giáo khác như tin lành chính thống giáo ấn giáo nhà thờ đức mẹ mân côi là nhà thờ lớn nhất trong khu vực và vì nhu cầu mục vụ giáo hội muốn xây thêm một nơi thờ phượng nữa ở một khu vực khác của đất nước giảng trong thánh lễ đại diện tông tòa bắc ả rập nói thánh lễ trọng thể được cử hành tại qatar nhằm mục đích trở thành dấu hiệu của niềm hy vọng và hiệp nhất cho cộng đoàn công giáo quy tụ mọi người thuộc các nhóm dân tộc, quốc tịch, ngôn ngữ và các nghi lễ công giáo khác nhau. Cha Xavier ra linh mục chánh xứ Đức Mẹ Mân Côi, đã có lời cảm ơn Đức Cha Perandi vì đã đến cử hành thánh lễ đánh dấu sự khởi đầu của năm mới 2024. Chúng con cảm ơn Đức Cha vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc dẫn dắt cộng đoàn chúng con. Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn tiểu vương thủ tướng và toàn thể hoàng gia và người dân qua ta vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây cất nơi thờ phượng của công giáo. Người công giáo Hàn Quốc phản đối phim truyền hình chế nhạo hôn nhân Kitô giáo. Seoul, người công giáo Hàn Quốc phản đối chương trình truyền hình được phát sóng gần đây vì đã chế nhạo hôn nhân Kitô giáo và các giá trị của hôn nhân. Chương trình truyền hình mang tên Hành hương được đài truyền hình MBC phát sóng vào thứ ba hàng tuần từ ngày 31 tháng 10 đến giữa tháng 12 năm ngoái, mô tả kinh nghiệm và cuộc sống hàng ngày của các tôn giáo. Một trong những tập đã phát, người dẫn chương trình đặt câu hỏi với một linh mục công giáo về giáo huấn Kitô giáo đối với tình dục và hôn nhân. Câu hỏi đặt ra: Tại sao Kitô giáo lại theo đuổi sự kiết tịnh trước hôn nhân? Sau đó người này đã có những lời mỉa mai đối với một số quy tắc giáo dục công giáo về chủ đề tình dục. Cha Park Andho Giám đốc Viện Đạo đức Sinh học Công giáo lưu ý nội dung của chương trình có một số lỗi và mâu thuẫn với giáo lý của giáo hội về sự sống con người đã bắt đầu từ khi được thụ thai. Thiên Chúa tạo dựng con người, cả nam, lẫn nữ. Giáo hội coi tình dục như một hành động để diễn tả tình yêu và sự hiệp nhất của vợ chồng. Qua đó, hai người phối ngẫu hoàn toàn hiến thân cho nhau. Ngoài ra, chương trình còn làm cho các Kitô hữu lo ngại vì chỉ ra một số đại diện các giáo sĩ Kitô có ý định thử nghiệm các yếu tố liên quan đến phàm tục. Có người cho rằng chương trình gây sự thất vọng và dường như muốn làm suy yếu niềm tin tưởng vào tôn giáo bằng cách theo đuổi một mục tiêu trái với chương trình do thiếu hiểu biết về giáo lý các tôn giáo. Vì thế cần phải chú ý đến các chương trình trong đó tôn giáo phải hy sinh nhằm đạt được mục đích duy nhất là giải trí. Điều này gây ra sự nhầm lẫn cho cả người tin lẫn chưa tin. Trước sự chế nhạo này, Đức cha Joseph Kiojobi, giám mục phụ tá của Seoul, đã kêu gọi người công giáo Hàn Quốc học hỏi gương tốt lành của một giám mục thừa sai người Pháp đi đầu trong hoạt động loan báo tin mừng và hiện đang trong tiến trình phong thánh, đó là Đức cha Bartholomew Khuyquiac. Đức cha nói điều này trong một hội nghị cuộc sống của Đức cha Khuyquiac và bối cảnh truyền giáo ở Hàn Quốc. Giám mục Phụ tá Seoul khuyến khích đào tạo các giáo sĩ tương lai trong nước theo cuộc sống và mẫu gương của Đức cha Brugiere, thành viên của Hội thừa Sai Paris và là đại diện tông tòa đầu tiên của Hàn Quốc. Cha Patton khẳng định, Thánh địa không phải là chiến trường mà là vùng đất của tình huynh đệ và hòa bình. Thánh địa, vào ngày cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, các giám mục dòng Francisco đã chủ sự thánh lễ bên bờ sông Jordan tại Al-Mastad, nơi Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Sau 57 năm, lối đi nơi từng là bãi mìn giờ đây được khai thông. Sáng Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 1, cha Francesco Barton đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa với vài trăm tín hữu tham dự tại Almatas bên bờ sông Jordan. Bất chấp những hạn chế về khả năng di chuyển do cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza, cha nói: "Chúng tôi đã dâng thánh lễ chỉ cách nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa vài mét và gần nơi Chúa Giêsu chịu cám dỗ để tái tuyên xưng đức tin và cầu xin được bảo vệ khỏi những cám dỗ, đặc biệt những cám dỗ đang gây đau khổ cho vùng đất này, bất công, bạo lực và chiến tranh. Trong thánh lễ, bé Nicholas Giovanni của một gia đình công giáo ở Jerusalem cũng được rửa tội. Vào cuối thánh lễ, con đường nối trực tiếp từ đền thánh Doan Tẩy Giả thuộc dòng Francisco đến bờ sông Gio-đan cũng được mở lại con đường này từng bị đóng do bãi mìn còn sót lại sau cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Các tên linh mục ở Nicaragua và lời kêu gọi mới của Liên Hợp Quốc Managua, Đức Hồng Y Brenes đã truyền chức linh mục cho chính phó tế ở Managua hôm 6 tháng 1, trong khi cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Nicaragua tiết lộ nơi giam giữ Đức cha Isidoro Mora, giám mục của Siona trong bài giảng lễ phong chức, Đức Hồng Y tạ ơn Thiên Chúa vì món quà tuyệt vời của các tân linh mục, đồng thời khẳng định rằng chức linh mục không phải là một quyền lực, mà là một sứ mạng và một sự phục vụ. Ngài nhấn mạnh, các linh mục là những tôi tớ và nhân chứng được mời gọi sống hiệp thông và tình huynh đệ. Chín tân linh mục vừa được thụ phong vào đúng thời điểm khó khăn nhất của giáo hội Nicaragua. Kể từ ngày 20 tháng 12 năm ngoái, ít nhất 14 linh mục hai trụng sinh và đức cha Isidoro del Carmen Mora Otega, giám mục của Siuna, đã bị bắt sau khi công khai cầu nguyện cho đức cha Rolando José Álvarez Lagos, giám mục Mantaganpa và giám quản tông tòa của giáo phận Esteli, người bị kết án 26 năm tù mà không xét xử thích đáng và bị giam giữ từ tháng 2 năm ngoái. Giáo hội Nicaragua đặc biệt lo ngại cho sức khỏe của nhiều tân linh mục bị bắt giữ, bao gồm cha Ismael Serrano linh mục chánh sứ tổng lãnh thiên thần Michael và cha Gerardo Rodriguez, linh mục của nhà thờ Đức Mẹ Vẹn Tuyền. Cả hai đều đến từ tổng giáo phận Managua. Họ bị bệnh và cần được chăm sóc y tế. Trong khi đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Trung Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi mới tới chính phủ Nicaragua yêu cầu tiết lộ ngay lập tức nơi giam giữ Đức Cha nạn nhân của vụ mất tích cưỡng bức từ 16 ngày qua. Thông cáo được đăng trên mạng xã hội X của cơ quan liên hợp quốc nhấn mạnh việc che giấu thông tin này khiến tính mạng của Đức cha gặp nguy hiểm. Vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái, Cao ủy Nhân quyền đã lên án sự mất tích cưỡng bức của Đức giám mục Isidoro Mora và làn sóng bắt giữ mới đối với các giáo sĩ vi phạm quyền tự do tôn giáo, một trụ cột của mọi quốc gia dân chủ. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, Nicaragua đang ngày càng xa rời luật pháp và các quyền tự do cơ bản bằng cách đàn áp các nhà lãnh đạo chính trị và người bản địa, các thành viên của giáo hội công giáo, các nhà hoạt động và các nhà báo với các trường hợp giam giữ tùy tiện, lặp đi lặp lại. Đức Thanh Cha Francisco cũng đã cầu nguyện cho Nicaragua trong buổi đọc kinh truyền tin vào đầu năm 2024. Tôi quan tâm sâu sắc khi theo dõi những gì đang diễn ra tại Nicaragua, nơi các giám mục và linh mục đã bị tước đoạt quyền tự do. Tôi bày tỏ với họ gia đình họ và toàn thể giáo hội trong nước, sự gần gũi của tôi trong lời cầu nguyện. Tôi cũng mời gọi tất cả anh chị em hiện diện ở đây và toàn thể dân Chúa hãy kiên trì cầu nguyện. Đồng thời, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn tìm kiếm con đường đối thoại để vượt qua khó khăn. Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho Nicaragua. Cho đến nay, chính quyền Nicaragua không xác nhận cũng không phủ nhận việc giam giữ các giáo sĩ được cho là mất tích. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Nhìn lại ngoại giao tòa thánh trong năm 2023. Kính thưa quý thánh dạ, ngày mùng 8 tháng 1 vừa qua, như thông lệ vào dịp đầu năm mới, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Nhân dịp này, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố một thông cáo về những số liệu về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. Theo thông cáo này, hiện nay có 184 quốc gia có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh. Trong đó, có 89 nước có trụ sở ngoại giao tại Roma. Bên cạnh đó, Liên hiệp châu Âu, Hội hiệp sĩ Manta cũng có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh và có trụ sở ngoại giao ở Roma còn Liên đoàn các nước Ả Rập, Tổ chức Quốc tế về Di cư và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn có trụ sở ngoại giao cạnh tòa thánh cũng ở Roma. Trong năm 2023, quan hệ ngoại giao của tòa thánh đã có những bước tiến, như đã được Đức Thánh Cha nêu lên trong bài diễn văn được đọc trước ngoại giao đoàn. Tòa thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với vương quốc Oman vào ngày 23 tháng 2. Vào ngày 19 tháng 7, thỏa thuận bổ sung cho thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Kazakhstan về quan hệ song phương ngày 24 tháng 9 năm 1998 đã được phê chuẩn liên quan đến việc cấp thị thực và giấy phép cư trú cho các nhân viên giáo hội và tu sĩ đến từ nước ngoài. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Tòa Thánh bổ nhiệm vị đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 vừa qua là Đức Tổng Giám mục Marek Jalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore và cũng là đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam trong vài năm qua. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, việc bổ sung được thực hiện sau khi thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của tòa thánh tại Việt Nam được ký vào ngày 27 tháng 7 năm 2023. Ngài nói rằng, việc bổ nhiệm này là để cùng nhau tiếp tục hành trình đã đi cho đến nay trong dấu hiệu tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau nhờ các mối quan hệ thường xuyên ở cấp độ thể chế và sự cộng tác của giáo hội địa phương việc ký kết thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam được xem là hiệp ước quan trọng nhất trong các hoạt động ngoại giao của Tòa thánh trong năm 2023 và là bước tiến đặc biệt quan trọng trong việc tiến tới quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Tòa thánh và Việt Nam. Hiện tại, Tòa thánh có 261 thỏa thuận và hiệp ước song phương. Trong số này, có một số thỏa thuận được sửa đổi, trong khi những thỏa thuận khác vẫn còn hiệu lực. Có 214 thỏa thuận và hiệp ước được tòa thành ký với 74 quốc gia. Trong số này, có 154 thỏa thuận ký kết với 24 nước châu Âu. Trong quan hệ đa phương, tòa thánh có quy chế quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1964. Tòa thánh không bao giờ muốn có tư cách quốc gia thành viên mặc dù đã được đề nghị nhiều lần để duy trì quyền tự do của mình, tránh bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu vốn vẫn là một quan điểm trong các nghị quyết theo chương 7 của Hiến chương Liên hiệp quốc liên quan đến việc tuyên chiến và không bị chính trị hóa. Năm nay, phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc đã có khoảng 50 bài phát biểu. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng Tòa thánh đã có mặt tại lễ khai mạc Đại hội đồng năm 2023 và có một số bài phát biểu nhân dịp này, đồng thời kêu gọi thành lập một cơ quan toàn cầu để quản lý trí tuệ nhân tạo. Phái bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở của Liên hiệp quốc ở Geneva cũng có một tầm quan trọng trung tâm bởi vì nó không chỉ đại diện tại Liên hiệp quốc mà còn tại UNTAP, cơ quan thương mại của Liên hiệp quốc tại tổ chức quốc tế về di dân, một vấn đề quan trọng đối với Đức Thánh cha Francisco và tại WIPO, tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế. Năm nay, phái bộ đã thực hiện 34 bài phát biểu so với 35 bài trong năm ngoái. Đáng chú ý là sự kiện cấp cao về tính phổ quát của nhân quyền. Trong sự kiện này, phái đoàn Tòa Thánh cũng trình bày tôn huấn Laudatedium của Đức Thánh Cha. Trong khi đó, phái bộ đại diện Tòa Thánh tại Vienna là nơi làm việc của đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu. Tổ chức mà Tòa Thánh đã giúp thành lập bằng cách tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán về hiệp ước Helsinki năm 1975 và bằng cách đưa chủ đề tự do tôn giáo vào hiệp ước này. Đây cũng là đại diện của Tòa Thánh đối với IAEA, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế mà Tòa Thánh là nước sáng lập. Tòa Thánh đã hợp tác với Hội đồng Châu Âu từ năm 1962 và trở thành quốc gia quan sát viên kể từ ngày 7 tháng 3 năm 1970. Tính đến năm 2014, Tòa Thánh đã phê chuẩn 6 công ước của Hội đồng châu Âu và tham gia vào một số thỏa thuận từng phần với tư cách là quốc gia thành viên và quốc gia quan sát viên. Phái bộ của Tòa Thánh hiện diện tại Hội đồng châu Âu tại Strasbourg nhằm mục đích duy trì cuộc đối thoại mang tính xây dựng với 47 quốc gia thành viên của Hội đồng và 5 quốc gia quan sát viên để hỗ trợ mọi sáng kiến nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, dựa trên sự tôn trọng về phẩm giá của con người. Trong số các hoạt động của phái bộ tòa thánh tại Hội đồng châu Âu là hoạt động với tư cách là cầu nói với Manival, Ủy ban tòa thánh đánh giá tính minh bạch tài chính của các quốc gia quyết định tuân theo các đánh giá của tổ chức này. Tòa thánh đã bước vào quy trình Manival từ năm 2011, đạt được một loạt tiến bộ trong hoạt động tài chính và điều này cũng đã được chứng nhận trong báo cáo tiến bộ mới nhất vào tháng 12 năm 2017. Báo cáo Monivo mới nhất được công bố vào tháng 4 năm 2021. Về phía các đại diện ngoại giao của tòa thánh tại các nước, trong năm 2023, Đức Thánh Cha đã thuyên chuyển và bổ nhiệm sứ thần tại một số nước. Hiện tại, còn 26 tòa sứ thần tòa thánh tại các nước không có đại diện của tòa thánh. Tòa sứ thần tại Nigeria quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc đàn áp chống Kitô giáo và trong tình hình địa chính trị phức tạp. Tòa sứ thần tại Hàn Quốc và Mông Cổ vì có Đức Tổng giám mục Suarez đã được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Maroc, tòa sứ thần tại Georgia và Armenia vì sứ thần tòa thánh Jose Bettencourt được chuyển đến Cameroon và người đứng thứ hai, Đức ông Giuseppe Latessa được thăng làm Tổng giám mục sứ thần và được bổ nhiệm đến Cộng hòa Trung Phi Trọng tâm ngoại giao của tòa thánh trong năm 2023 chuyển từ Ukraine sang thánh địa về việc thăng đức thượng phụ của Công giáo Latin của Jerusalem, Pierre Battista Pisabala làm hồng y đã phần nào nâng tầm ngoại giao về sự hiện diện của tòa thánh ở Israel. Sau 3 tháng chứng kiến hàng ngàn thường dân thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Gaza, trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hôm 8 tháng 1, Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong khi năm 2024 bắt đầu, thế giới ngày càng bị dằn xé bởi xung đột và sự khác biệt giữa các mục tiêu quân sự và dân sự không còn được tôn trọng nữa. Tại Trung Đông, Sọt và đảo Ship được thống nhất dưới cùng một sứ thần tòa thánh là Đức Tổng Giám Mục San Pietro Dantoso. Trong số các chuyến thăm ngoại giao, cần lưu ý đến chuyến trở lại Nam Sudan của Đức Hồng Y Pietro Parolin, chuyến đi tới Angola để thụ phong giám mục cho vị sứ thần đầu tiên tại nước này, chuyến đi đến Slovakia và chuyến đi đến Senegal. Đức Tổng giám mục Gallagher đã đến Úc, nơi ngài từng làm sứ thần, để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và tới Hàn Quốc. Đức Tổng giám mục Gallagher đã lên kế hoạch thăm Thánh Địa, nhưng đã không thực hiện được. Ngài đã có chuyến thăm Liechtenstein và điều này bảo đảm với công quốc này về tầm quan trọng của nó đối với tòa thánh. Tại phủ quốc Vũ Khanh tòa thánh, cơ quan đặc trách về ngoại giao của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha cũng đã có những bổ nhiệm và được đánh giá là sự thay đổi thế hệ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh. Những nhân vật được bổ nhiệm vào các chức vụ trong phủ quốc vụ Khanh là những vị còn trẻ thuộc thế hệ mới hơn. Trước tiên là việc bổ nhiệm Đức ông Daniel Pacho làm thứ trưởng mới cho phân bộ phụ trách các mối quan hệ đa phương của phủ quốc vụ Khanh Tòa Thánh Thứ trưởng mới phụ trách nhân sự ngoại giao là Đức ông Joseph Murphy. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio làm tân viện trưởng của Viện Ngoại giao của Tòa Thánh, nơi đào tạo các sứ thần của Tòa Thánh. Ngài được chuyển đến từ Tòa Sứ thần Ba Lan. Thư ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, cha Vincenzo Tuturo cũng được thăng làm sứ thần tại Paraguay. Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân ngôi nhà bác ái dành cho tất cả mọi người ở Liban đối với cha Hanithuk linh mục của giáo hội Công giáo Maronit giáng sinh ở Liban có nghĩa là chuẩn bị những món ăn và cung cấp các bữa ăn miễn phí tại một ngôi nhà luôn mở cửa cho tất cả mọi người không phân biệt giữa các Kitô hữu tín đồ hồi giáo người ly băng hay người nước ngoài không cần xem giấy tờ cá nhân của họ. Nói cách khác, đây là một đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở khu cảng và giúp những người cao tuổi ở khu vực trong một đất nước với gần 20% dân số sống dưới mức nghèo khổ cùng cực. Một ngày trước giáng sinh, khách đến thăm chứng kiến cảnh sinh hoạt tại ngôi nhà Mariam, nơi cung cấp các bữa ăn miễn phí cho người nghèo ở khu bán công nghiệp nối với cảng Beirut. Chahani hannithuk người sáng lập và quản lý cùng các tình nguyện viên phục vụ mọi người giữa tiếng chào thăm và trò chuyện bất chợt mọi người nghe cha cất giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết đây là bếp ăn của chúng tôi không ai có quyền hỏi giấy tờ cá nhân của người khác ở đây tất cả mọi người đều được đón tiếp người liban syria palestine người da trắng da đen tín đồ hồi giáo các kitô hữu tất cả đều được đón tiếp. Cha đã phản ứng trước thái độ của một phụ nữ đến dùng bữa ăn trưa tại trung tâm. Trước đó đã xảy ra một cuộc cãi vã. Phụ nữ ly băng này đã yêu cầu được ưu tiên phục vụ trước và hỏi một người vừa mới nhận phần ăn giấy tờ chứng minh là người bản xứ. Cha Hani giải thích đó là sự cố duy nhất mà mọi người chứng kiến trong suốt bữa trưa. Nhưng đó cũng là dấu hiệu của một sự căng thẳng tế nhị mà mọi người có thể cảm nhận vào thời điểm này giữa người Ly Băng và người Syria di tản đến đất nước của những cây tuyết tùng, nơi sự hiện diện của họ được coi là ngày càng trở thành mối đe dọa. Đặc biệt liên quan đến lĩnh vực làm việc và giáo dục, với khoảng 2 triệu người Syria trong tổng số 4,5 triệu người Ly Băng. Vụ nổ ngày 4 tháng 8 năm 2020 tại cảng Beirut, thủ đô Ly Băng, khiến hơn 200 người chết, hơn 7.000 người bị thương và khoảng 300.000 người mất nhà cửa. Kể từ đó, tình hình ở Liban đã trở nên tồi tệ và hậu quả của đại dịch COVID-19 đã gia tăng thêm khó khăn, vốn đã có từ cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội. Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 75% người Liban sống dưới mức nghèo khổ. Khi nói về cuộc sống cùng khổ ở đất nước này, nhiều người ví một cách cay đắng rằng ở đây giống như một nhà tù không có song sắt. Ngoài người phụ nữ đòi quyền ưu tiên, những người còn lại, khoảng 30 người đang kiên nhẫn đợi tới phiên nhận phần ăn. Mặc dù nhìn khuôn mặt cũng có thể đoán mọi người đang đói nhưng đều cố gắng tôn trọng theo thứ tự. Trong số đó, có 10 người lớn tuổi với vẻ mặt mệt mỏi, một số công nhân đến từ cảng gần đó, một số công nhân vệ sinh các bà mẹ Syria cùng với các con. Một số tình nguyện viên khác thì đợi lấy phần ăn để mang đến cho những người do đau yếu không thể đến lấy. Cha Hani cho biết thêm, tại đây không chỉ cung cấp các bữa ăn, nhưng còn phát những loại thuốc thông thường như cảm sốt cho những người đến xin trợ giúp. Cuộc sống của những người này rất bấp bênh, một số di cư đến đây nhưng đang có nguy cơ bị trục xuất vì không đủ tiền chi trả cho những nhu cầu tối thiểu. Những người sống trong cô đơn ít hy vọng. Nơi đây còn cung cấp các bữa ăn cho các cảnh sát, bởi vì, theo Jahani, do đồng tiền quốc gia mức giá đến 95% tiền lương không đủ cho các bữa ăn. Bếp ăn được khai trương vào năm trước vụ nổ ở cảng Beirut. Hiện nay, mỗi ngày đảm bảo cung cấp 1.200 phần ăn nóng cho người nghèo nhu cầu ngày càng gia tăng sau vụ nổ nhưng nhờ lòng quảng đại cung cấp thực phẩm đến từ pháp và áo bữa ăn vẫn đảm bảo cho mọi người trong lúc tình hình chiến sự ở khu vực trung đông ngày càng tăng hậu quả là người nghèo người di cư cũng tăng hoạt động bếp ăn bác ái ở liban là một mô hình cần nhân rộng trong một thế giới người nghèo ngày càng bị gạt ra bên lề Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudatores Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.